À vâng, chào các bạn. À, thì hôm nay mình xin chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tải được cái game đó là cái game Valorant. Thì hiện tại cái game Valorant này có rất nhiều bạn đang chơi cũng như là cũng rất nhiều bạn muốn chơi. À, tuy nhiên là cái game Valorant này nó chưa về Việt Nam. Vì vậy nên là để mà chơi được cái game này thì nó có một chút gọi là rắc rối một chút. Tuy nhiên yên tâm là mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước một để các bạn có thể tải và cài được cái game đó là Valorant và chơi tại Việt Nam các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tải vào cái game. Đầu tiên là vì cái game này nó chưa phát hành ở Việt Nam, vì vậy nên các bạn cần có một vài cái thao tác và cần phải chú ý một vài thao tác để các bạn có thể tải và cài được và chơi được cái game này nhé. Đầu tiên là các bạn bật cho mình cái trình duyệt lên. Đây có rất nhiều trình duyệt đây. Các bạn có thể dùng cái Chrome này, Google Chrome, các bạn kích vào Google Chrome. Thế nó hiển thị lên cái Chrome này, các bạn vào trang google.com, sau đó các bạn ghi cho mình đó là add-on Hola. Đây các bạn, Hola. Đây các bạn, add-on Hola các bạn nhé. Sau các bạn ấn Enter. Rồi, khi đó thì nó sẽ tìm cho bạn rất nhiều kết quả tìm kiếm. Thì các bạn nhìn cho mình cái dòng đầu tiên này này, liên quan đến Chrome, Google.com này, đó là cái Hola Free VPN Proxy Unblocker. Đây, thì các bạn kích vào đấy. Kích vào đấy. Rồi, và đến đây thì nó sẽ có cái dòng thêm vào Chrome. À, mình nói một chút về cái phần mềm Hola nhé. Thì tại sao các bạn cần phải cài cái phần mềm Hola này? Cài là vì sao? Là vì cái game này nó chưa có ở Việt Nam, vì vậy các bạn chỉ cần phải cài cái Hola này để các bạn có thể fake được cái IP để các bạn có thể sang một nước khác. Mình ví dụ các bạn đang ngồi ở Việt Nam. Tuy nhiên là cái Việt Nam cái game này nó chưa cho phép chơi. Và một cái nước khác là cái nước Singapore người ta đang cho chơi. Thì các bạn cần phải fake IP để làm sao mà khi họ nhận diện ấy, thì là các bạn là cái tài khoản của các bạn được tạo từ Singapore thì các bạn sẽ được phép chơi. Các bạn hiểu ý không? Đấy, nghĩa là như thế. Thì các bạn cần phải fake để khi các bạn mà ngồi Việt Nam, các bạn vẫn cứ các bạn ngồi Việt Nam, nhưng mà fake tức là giả để làm sao mà cái Riot ấy, người ta vẫn cứ nghĩ bạn là ở bên Singapore. Đấy, cái phần mềm này là cái phần mềm để có thể được fake được IP như thế, để các bạn có thể là ngồi Việt Nam nhưng mà vẫn làm cho người ta lầm tưởng là các bạn đang ở bên Singapore. Đấy, các bạn hiểu chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài nhé. Thì vào đây thì các bạn sẽ ấn vào chữ thêm vào Chrome. Kích vào đây. Vào đây thì nó sẽ có cái phần thêm tiện ích này, thấy không? Thêm tiện ích. Rồi, các bạn chờ một chút, nó đang kiểm tra này. Nó đang kiểm tra và cài đấy. Các bạn chờ một chút. Rồi, sau khi nó cài xong rồi thì nó sẽ hiện ra cái này, thì các bạn kích vào đây. Các bạn nhìn thấy ở góc này, các bạn nhìn thấy ở góc này nó có một cái biểu tượng giống như cái xếp hình không? Đấy, các bạn kích vào đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này, cái dòng Hola Free VPN Proxy Unblocker này. Thấy nó chính là nó này, cài xong cái hình ngọn lửa này. Các bạn kích vào cái ping này này hoặc là cái ghim này, kích vào đây. Đấy, kích vào đây thì cái này nó sẽ hiện ra, cái mặt lửa này sẽ hiện ra đúng không? Rồi, như vậy là được rồi. Nó cái mặt lửa hiện đây là được rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bật kích vào cái Hola này xem nhá. Kích vào cái Hola này. Thì khi các bạn kích vào cái Hola này thì nó sẽ có rất nhiều cái website ở đây. Xvideo hoặc là Pornhub hoặc là Laver hoặc là Wattpad. Thì đây là những cái trang này, những cái trang ví dụ như một số cái trang Xvideo, Pornhub là những cái trang kiểu như là trang web đen ấy. Đấy, thì những cái trang này có thể là ở Việt Nam hiện tại đang chặn. Và nó nằm ở đây là cái ý là sao? Là kể cả Việt Nam có chặn thì các bạn dùng cái phần mềm này thì các bạn vẫn cứ vào được. Đấy, nó đại loại là nó là như thế. Các bạn hiểu chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta làm clip để chơi game chứ không phải để chơi những cái này. Vì vậy nên chúng ta không quan tâm cái này. Đấy, thì khi mà nó hiển thị những cái này thì các bạn cần phải làm gì để nó hiển thị những cái mà chúng ta cần để cài cái game hôm nay? Các bạn chả cần phải làm gì. Các bạn ấn dấu X này, ấn dấu nhân này để các bạn tắt cái Chrome này đi, tắt đi. Rồi, sau đó các bạn lại bật lại cái Chrome đấy, bật lại cái Google Chrome này, bật lại. Ok, bật lại xong các bạn lại quay lại cái Hola này, các bạn quay lại Hola, các bạn kích vào cái Hola. Kích vào. Đấy, thì nó hiển thị ra cái giao diện như thế này mới đúng này. Hiển thị là country là đất nước này. Đấy, xong có unblock này. Thì đầu tiên các bạn ấn vào unblock. Ấn vào unblock. Ấn vào đây để cho nó mở khóa đi. Sau đó cái dòng đất nước này. Ở đây có rất nhiều nước, có rất nhiều nước các bạn thấy không? Đấy, các bạn thích sang nước nào sang. Các bạn đang ở Việt Nam thì các bạn chọn nước nào thì các bạn sẽ được người ta nhận dạng là bạn đang ở nước đấy. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ sang bên Singapore. Các bạn viết chữ xin vào đây. Đấy, các bạn thấy chữ Singapore. Các bạn kích vào chữ Singapore này. Thì nó sẽ kết nối. Đấy, thì nó sẽ kết nối cái trình duyệt của bạn sang bên Singapore.
Thì hiện tại bây giờ nó đang đưa các bạn sang Singapore ngồi rồi, mặc dù các bạn đang ngồi Việt Nam, nhưng mà khi nhận diện thì người ta sẽ nhận diện là bạn đang ngồi bên Singapore. Đấy, cái phần mềm là nó hay ở chỗ đấy. Ok, thì đây nhá. Thì bây giờ một cái lưu ý mà mình muốn chỉ cho các bạn là trong suốt cái quá trình các bạn tạo tài khoản và tải game về, thì các bạn cần phải nhớ là cái này cần phải luôn luôn ở cái nước đó là nước Singapore. Nếu mà nó nhảy về Việt Nam là có thể là không được đâu các bạn nhé. Đây, nhớ là Singapore. Đấy, bật như này được rồi, unblock và cái này là Singapore và cái này là có cờ Singapore đây này là được. Ok, được chưa? Ok, bước thứ nhất đã hoàn thành. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành tạo tài khoản. Đấy, sau khi chúng ta ngồi bên Singapore rồi, bây giờ chúng ta đang ngồi bên Singapore rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo tài khoản để cho Riot nó nghĩ là mình là một người ở bên Singapore. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang, đó là trang riotgame.com, là trang chủ của bên Riot. Riotgame.com này các bạn này. Đấy, vào cái trang này. Thì các bạn, đây nó đang ở tiếng Pháp, đúng không? Nó đang ở tiếng Pháp vì cái đuôi nó đang là FR. Đấy, thì các bạn ghi chữ N vào đây. Riotgame.com suộc N, N là English ấy, tức là tiếng Anh đi. Enter. Đấy, thì khi các bạn đã enter rồi thì nó sẽ vào đây. Vào đây thì cái này các bạn phải chú ý này. Cái này nó đang ở, nó hiện cái này này, mà cái này nó đang ở cái mặt lửa này. Các bạn phải kích vào đây hoặc là kích lại ở đây để cho nó về Singapore nhá. Nó phải ở đây, nó có cờ Singapore mới được nha. Kích vào đây. Đấy, khi kích vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng như thế này. Nó hiển thị cái bảng này. Thì các bạn sẽ sign in với Google. Các bạn kích vào đây. Đây nhá, nó sẽ có ba cái lựa chọn này. Một là các bạn cần phải xác thực. Xác thực đó là xác thực bằng một cái tài khoản Google hoặc là tài khoản Gmail chẳng hạn, hoặc xác thực bằng một cái tài khoản Facebook. Đấy, thì các bạn có thể xác thực bằng một cái tài khoản Google. Kích vào đây. Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ ghi cái tài khoản Google của các bạn vào đây. Tài khoản Gmail chẳng hạn ấy. Tài khoản Gmail của các bạn vào đây. Các bạn hiểu không? Tài khoản Gmail của các bạn đây. Thì cái tạo tài khoản Gmail là rất nhanh thôi, không có gì là khó cả. Nếu bạn nào chưa có một cái tài khoản email hoặc Gmail nào thì các bạn kích vào tạo tài khoản. Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết tạo tài khoản ấy, thì ở dưới cái phần mô tả của cái clip này, mình sẽ để cho các bạn một cái link, đó là một cái clip hướng dẫn tạo tài khoản Gmail. Thì cái tạo tài khoản này nó không khó, nhưng mà mình không muốn nói ở đây vì nó dài dòng, mình cũng không muốn chiếm nhiều thời gian. Rồi, thì khi mà các bạn tạo xong cái tài khoản Gmail rồi thì các bạn sẽ đánh nó vào đây. Đánh nó vào đây. Ví dụ mình có một cái tài khoản, nó là đạt đục đỉnh 2019 đi. Đấy, a@gmail.com. a@gmail.com. Ví dụ đây là cái tài khoản Gmail của mình nhá. Các bạn ấn chữ tiếp theo. Đấy, thì nó bắt các bạn điền mật khẩu vào. Chính là cái mật khẩu mà các bạn vừa tạo cái tài khoản Gmail của các bạn ấy. Mình sẽ tạo, đánh mật khẩu vào. Ấn Enter. Đấy, nó đang vào rồi này. Đấy, nó vào rồi này. Thấy không? Khi nó vào rồi thì các bạn nhớ cho mình nhá. Phải chú ý đoạn này. Đến đoạn này, qua bước đấy rồi thì các bạn phải chú ý cái đoạn này. Cái này vẫn phải là Singapore nhá. Đây này, cái cờ Singapore này. Kích đây này, thấy chưa? Vẫn là Singapore đúng không? Và cái này unblock. Phải đảm bảo cái này nó luôn luôn phải như thế. Ok chưa? Bước này bước quan trọng này. Ok, đến đây thì các bạn sẽ ấn vào Now Playing. Đến cái màn hình này, Now Playing. Còn các bạn không biết thì nó nằm ở chỗ nào. Đây này, Riot Game này. Ấn vào chữ Now Playing. Kích vào đây. Kích vào đây nó sẽ hiển thị ra trang như thế này. Thấy không? Thì cái này đó là nó hiện ra cái này, thì các bạn phải kích vào chữ Singapore. Ấn vào chữ Singapore. Kích vào Singapore. Đấy, để cái cờ này nó hiển thị cái chữ Singapore này là được này. Được chưa? Sau khi nó vào đây rồi thì các bạn nhìn thấy chữ Play Now đây không? Lại kích lại chữ Play Now này. Kích vào Play Now. Thì vừa nãy chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ phải tạo một cái tài khoản, đó là tài khoản Riot. Các bạn phải chú ý cho mình nhé. Ở đây nó sẽ có hai lựa chọn. Một là Make One, hai là Sign In. Make One là gì? Make One là tạo một tài khoản. Đây, bên trên nó ghi là tôi chưa có, kiểu như tôi không có một cái tài khoản Riot nào ấy. Và đây là tôi đã có một tài khoản Riot. Đấy. Thì nếu mà bạn đã có tài khoản, chưa có tài khoản nào thì các bạn phải kích vào đây để tạo một tài khoản mới. Còn bạn nào đã có rồi thì các bạn sẽ tích vào đây để đăng nhập. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn. Thì mình sẽ, đầu tiên mình sẽ phải tạo tài khoản, tạo một tài khoản đã, để mình có một cái tài khoản Riot đã. Sau đó mình mới ấn vào đây, tạo tài khoản, sau đó mình mới vào cái bước này. Hiểu chưa? Đấy, cái tài khoản Riot khác hoàn toàn tài khoản Ghana các bạn nhé. Không phải tài khoản Ghana nhé. Riot là tài khoản khác mà Ghana là tài khoản khác. Không giống nhau đâu nhé. Rồi, cái việc đầu tiên là chúng ta phải tạo một cái tài khoản Riot đã.
kích vào Make One. Make One. Rồi, đây chính là cái giao diện để các bạn có thể tạo tài khoản. Thì đây, đầu tiên là các bạn cần phải ghi cái email vào đây. Cần phải ghi cái email. Cái email mà vừa mình bảo các bạn lập ấy, cái Gmail các bạn lập ấy, thì các bạn ghi vào đây. Mình có một cái tài khoản là Đạt, vừa mình ghi là Đạt Đủng Đỉnh đúng không? 2019 2019 a@gmail.com đúng không? Các bạn có thể kích vào đây hoặc không kích vào đây cũng được. Đấy, đây là nó kiểu như là gửi thông báo hay tin tức gì đấy. Các bạn kích vào đây. Rồi đây là ngày tháng năm sinh. Các bạn có thể ghi ngày tháng năm sinh của các bạn. 95 hoặc là 90 tùy các bạn. Rồi. Khi các bạn ấn vào đây thì sau đó các bạn ấn vào cái dòng dưới này này. À đâu, nhầm. Cái này phải là 19 chứ. Đấy, sinh năm 95 mới là năm nào. Rồi, vào đây thì các bạn ấn vào cái đỏ đỏ này các bạn. Đây. Đây, username, username tức là cái tên tài khoản mà các bạn muốn tạo. Đấy, ví dụ như Đạt Đủng Đỉnh 2019 đi. Đấy. Sau các bạn ấn next. Đấy, tiếp theo là các bạn ấn password. Password là cái mật khẩu mà các bạn muốn tạo với cái nick đấy. Đấy, mình sẽ tạo một cái tài khoản. Một cái. Đây có số và có chữ nhá. Trên 8 ký tự và có chữ và có số. Tiếp theo là bên dưới là phần config password, tức là ghi lại cái password đấy. Ghi lại password đấy. Sau đó các bạn ấn chữ next này để tiếp tục. Tiếp tục. Rồi các bạn chờ một chút. Ok. Nó báo cái thông báo này này, tức là cái user này đã có người dùng rồi. Hiểu không? User must be unique, tức là cái user này đã có người sử dụng rồi đấy. Có người sử dụng rồi, vì vậy mình tạo một cái user khác. Ví dụ Đạt Đủng Đỉnh 2021 đi. 2021 đi. Đấy. Thì nhớ nhá, nó báo cái thông báo đấy thì các bạn phải tạo một cái tên khác, vì cái tên đấy nó trùng rồi. Ok, các bạn ấn tiếp tục. Rồi. Các bạn thấy không? Các bạn có thể ấn lưu đây được. Đấy. Đây này. Như vậy là xong rồi này. Xong rồi nhá. Bây giờ các bạn có thể vào cái phần ấn. Bây giờ chúng ta có thể ấn download. Các bạn phải đảm bảo cho mình đây vẫn ở cái này nó vẫn ở trạng thái là Singapore này. Thấy không? Tạo tài khoản xong rồi nó vẫn là Singapore này. Ok chưa? Để mình xem là cái My Account này mình sẽ vào đâu, chờ một chút nhá. Mình sẽ vào đâu nhỉ? Game Info này, Agent Media Support. Cái account này nhá, kích vào đây xem nào. Có Việt Nam đây không? À có tiếng Việt đây các bạn này. Có tiếng Việt đây này. Thôi cứ để tiếng Anh đi. Quan trọng cái My Account này sao mình không vào được cái My Account này nhỉ? Chờ mình một chút để mình có một cái đường dẫn để mình vào đấy. Đây ví dụ Rios Account này. Rios Account cái này là à, cái này phần download rồi. My Account. Kích vào đây. Thế mình để cho bạn một cái link nhá. Cái link Rios Account Management này. Các bạn kích vào cái link đấy. Bạn nào cần kiểm tra cũng được mà không kiểm tra cũng được. Để các bạn kiểm tra cái tài khoản của các bạn mà. Đây, nó sẽ vào cái phần đây. Các bạn thấy không? Vào cái trang account riotgame.com này này, suộc account này thì nó sẽ ra cái thông tin account của bạn. Đây, Đạt Đủng Đỉnh 2021. Thấy chưa? Email đây, password đây. Country đất nước đây, Singapore đây. Nhớ là cái này của nó phải là ở Singapore nhé. Các bạn có thể kiểm tra nó. Thì mình để cái link ở dưới phần mô tả ấy. Các bạn có thể là mình sẽ ghi là link là kiểm tra tài khoản, các bạn kích vào đấy nó sẽ ra cái trang như này. Thấy chưa? Thì cái này là phần account này, các bạn có thể là verify, tức là xác thực ấy. Có thể ấn vào đây. Ấn vào đây thì các bạn, khi các bạn ấn vào đây thì các bạn có thể là đăng nhập vào cái mail của bạn để ấn. Còn hiện tại là mình không cần ấn cũng được. Đấy, cái này, cái bước này, cái bước kiểm tra này thì bước kiểm tra cho chắc chắn. Thì cái đất nước của mình đang ở Singapore thôi. Đấy, tại Singapore thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại game nhá. Quay lại cài game. Chúng ta lại kích vào cái Riot Game này này. Kích vào đây. Ok chưa? Chờ một chút, các bạn chờ một chút để nó load cái game. Chờ một chút nó load ra các cái hàng game này này.
hình như là đi từ cái ơ cao này chuyển sang cái này thì nó lâu hơn hay sao? Thì nó lâu hơn thì phải. Chính ra đi từ cái bên riotgame.com thì nó còn nhanh hơn. Nhưng mà cứ chờ đi, chờ một chút. Nếu mà các bạn vừa kiểm tra cái ơ cao ấy, thì chờ một chút. Bình thường nếu mà mình không kiểm tra cái ơ cao đấy để cho chắc chắn đấy, thì mình kích luôn cái chữ download ở dưới ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thôi, chúng ta đã phi lao phải theo lao thôi, chúng ta cứ chờ một chút để cho nó hiển thị các cái game của Riot ở đây này. Đó. Nếu mà chờ khoảng tầm 5 giây nữa mà nó không hiện thì mình sẽ tiến hành làm. Mình vào cái riotgame.com. 5 4 3 2 1. Hết thời gian cho các bạn. Ok, chúng ta không không chờ nữa mà chúng ta vào thẳng một cái trang, đó là trang riotgame.com. Đây. riotgame.com. Chúng ta quay lại cái riotgame.com. Kích vào đấy. Được chưa? Và đây chúng ta sẽ ấn vào Now Play. Hoặc là chúng ta kích lại cái Riot Game này, kích lại đây. Thấy chưa? Kích vào đó nó hiện hiện thẳng luôn chứ không phải chờ đợi gì cả. Kích vào đây thì chúng ta có nhìn thấy chữ Valorant đây không? Các bạn kích vào game Valorant này. Đấy. Thì vào đây thì các bạn ấn thấy chữ Loud Play không? Các bạn kích vào chữ Loud Play, các bạn có thể tắt cái này đi. Loud Play. Kích vào đây. Thì đây, nó lại ra cái bước này này. Cái bước này là cái bước ngày vừa nãy là chúng ta đã tạo một cái tài khoản rồi đúng không? Đấy, thì sau khi chúng ta tạo được tài khoản rồi, chúng ta sẽ sang bước 2, đó là login, tức là đăng nhập vào. Chúng ta ấn chữ login. Login. Ok. Và đây thì cái user của mình mới tạo đây đúng không? Còn cái mật khẩu là gì? Mật khẩu là các bạn đánh ở dưới đây. Đấy, cái user mật khẩu này chính là cái user mật khẩu vừa nãy các bạn đánh ấy. Các bạn nhớ không? Từ từ đã, mình cho cái này nó là tiếng tiếng Anh để các bạn nhìn cho dễ, không đây là tiếng Pháp. Đấy, đây này, nó như thế này này, thấy không? Đấy. Các bạn có thể ấn vào Style Collect hoặc là không ấn cũng được. Sau đó các bạn ấn vào cái nút này để vào nhá. Bây giờ là quá trình login. Kích vào. Ok. Rồi. Nó hiển thị ra như thế này, nó hiển thị ra trang như này thì các bạn nhìn thấy có chữ download đây không? Các bạn kích vào chữ download này. Kích vào đấy. Các bạn chờ một chút thì các bạn nhìn thấy ở góc màn hình này. Góc màn hình nó hiện chữ install Valorant không? Đấy, hoặc là các bạn dùng IDM nó cũng có thể tải này về. Đấy, chờ một chút cho nó tải xong cái vòng tròn này đã. Đây là quá trình tải cái phần mềm cài game Valorant về nhá. Nó hiển thị cái này thì các bạn kích vào install Valorant. Đấy, bây giờ chúng ta có thể bỏ cái này xuống rồi đấy, bỏ cái trình duyệt này xuống được rồi. Đấy, khi chúng ta kích vào cái phần mềm cài đặt game Valorant thì chúng ta nó sẽ hiện cái bảng này, các bạn chọn run. Các bạn chờ một chút đấy, bây giờ nó đang vào cái Riot Game. Đây, đây chính là cái màn hình cài đặt cái game đấy. Thì các bạn chú ý này, ở đây nó sẽ hiện chữ install, tức là cài đặt. Nhưng mà bên dưới nó có một cái lựa chọn là advanced, tức là một lựa chọn nữa thì các bạn nếu mà các bạn mặc định các bạn cứ ấn cài đặt cũng được, còn không các bạn có thể ấn advanced. Advanced này để làm gì? Kích vào đấy nhá. Advanced thì nó sẽ có cái phần đấy là cái thư mục này. Cái thư mục này chính là cái thư mục lưu game. Thì cái mấu chốt của cái việc ấn vào cái chữ đấy là để là chọn cái nơi lưu game của các bạn. Hiểu không? Thì bây giờ mình ví dụ nhé, tại sao lại phải lưu game? Bây giờ mình ví dụ này, bây giờ các bạn có thể vào cái zip PC này này. Các bạn có thể nhìn thấy các ổ dung lượng của các bạn. Ổ C và ổ D là hai cái ổ lưu trữ trên máy tính các bạn. Thì các bạn nhìn xem cái ổ này của mình đang là còn 65 GB trống, cái này còn 346 GB trống. Đúng không? Còn trống rất nhiều, hai cái ổ này còn trống rất nhiều, cái ổ này trống nhiều nhất. Thì ví dụ cái ổ của bạn nào mà đỏ quá rồi, ví dụ đây là ổ C này, còn đây là ổ D này, đỏ quá thì khi các bạn cài vào thì nó sẽ bị đầy. Đầy thì có thể là không cài được hoặc là có thể là bị lỗi game. Thì các bạn nhìn này. Các bạn cái game này nó rơi vào tầm 8,5 GB. Đúng không? 8,5 GB. Thì cái ổ C của mình này còn trống 65 GB cơ, còn cái này 346 GB. Thì ổ C chúng cũng thì kết luận rằng ổ C chúng ta có thể cài thoải mái và ổ D chúng ta cũng có thể cài rất thoải mái, đúng không? Thì chúng ta không quan tâm. Nhưng bạn nào ấy mà cái ổ C hoặc ổ D này, ổ C hoặc ổ D nó ít quá, nó rơi tầm 4 GB hoặc là 5 GB thì các bạn cần phải chuyển ổ khác. Đấy, các bạn hiểu không? Ví dụ đây là ổ C.
thì đang trống thì không nói. Nhưng mà nếu mà ổ C không trống nhiều nhé, mà các bạn phải cài ở ổ D thì các bạn phải làm như nào? Đây, ví dụ ổ C nó đang mặc định là ổ C đúng không? Các bạn muốn cài sang ổ D thì các bạn kích vào đây. Các bạn đây này, cái zip PC các bạn này, kích vào đây. Các bạn kích vào zip PC này. Các bạn kéo xuống có ổ C đây đúng không? Các bạn bỏ ổ C lên thì nó làm ổ D đúng không? Kích vào ổ D này. Kích vào ổ D. Đấy. Khi các bạn kích vào ổ D ấy, thì các bạn ấn OK. Ấn OK. Thì thấy không? Thì cái này nó sẽ chuyển sang ổ D. Thì lúc đấy game của bạn nó sẽ lưu ở ổ D chứ nó không lưu ở ổ C. Các bạn hiểu ý chưa? Hiểu chỗ này chưa? Rồi OK. Sau khi các bạn chuyển được cái game của bạn về ổ D rồi thì các bạn ấn chữ install. Còn bạn nào mà dung lượng máy vẫn còn nhiều thì cứ kệ mặc định thôi. Ấn install. OK. Thì đây chính là cái quá trình nó đang cài. Đây cái quá trình nó đang khởi động chuẩn bị cái quá trình cài. Thì các bạn cứ để nó chạy thôi. Cứ để nó chạy thôi. Các bạn chờ một chút, mình sẽ dần dần mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước một, chi tiết từng bước một cho các bạn. Đấy, thì các bạn thấy nó mất rồi. Nó mất rồi thì nó hiển thị một cái icon Valorant này, chính là cái icon để tí nữa các bạn vào game đấy. Đấy, nó vào game đấy. Và tiếp theo là các bạn nhìn thấy ở đây này, nó có một cái dòng, cái đường chạy này, nó đang chạy này, nó đang tải về này, các bạn thấy không? Nó đang tải này, 3,9GB gì đây này. Đang tải này, còn 6 phút bao nhiêu này. Đấy, thì đây chính là cái quá trình nó đang tải game về. Nó đang tải game từ trên về. Các bạn hiểu không? Rồi, thì một cái bước quan trọng mà khi nó chạy cái đoạn này ấy, thì các bạn thỉnh thoảng sẽ có máy những cái bạn mà bị cái lỗi đó là nó hiển thị cái chữ update đây này. Nó hiển thị cái chữ update ở góc này này. Rất khó chịu. Các bạn kích vào update xong nó chạy một lúc nó lại bị, hoặc là nó chạy hết cái bước này, nó chạy hết cái bước 3,9GB này. Nó sang một cái bước mới, nó lại hiện cái chữ update. Tức là các bạn ấn mãi cái chữ update nó cũng không thể nào mà hết được. Nó không thể nào mà hết được. Đây, nó hiện cái thông báo như này này. Nó hiện cái chữ update như này các bạn này. Đây. Nó hiện như này này. Update như này này các bạn này. Đấy, khi các bạn cài vào ra nó hiện update này này. Mà các bạn cứ ấn update mãi mãi nó cũng không được. Ấn mãi không được luôn. Nó cứ hiện đây. Mà các bạn mà không update được cái đấy nhá thì các bạn không vào được game đâu. Cái đấy là hình như nó cài cái Riot Vanguard thì phải. Thì các bạn không cài được cái đấy đâu. Nếu mà nó hiện chữ update ấy, không cài được thì các bạn không vào được game đâu. Thì với cái trường hợp mà các bạn bị lỗi như thế thì mình đã có một cái clip hướng dẫn các bạn để khắc phục cái lỗi đấy rồi. Cái clip đấy trước cái clip này luôn. Cái clip đấy trước cái clip này. Hoặc là mình sẽ để ở dưới phần mô tả ấy. Nếu bạn nào bị cái lỗi đấy thì các bạn có thể kích vào đấy để tham khảo. Nếu mà dùng cách đấy không được thì các bạn có thể PM mình. Mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn để các bạn có thể xử lý được cái lỗi update đấy và cài vào chơi game. OK chưa? Rồi, đấy là cái lưu ý của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chờ. Bây cứ để chờ cho nó chạy thôi. Còn 7 phút, 8 phút thôi. Chúng ta chờ, bây cứ chờ đi. Nếu mà nó gặp lỗi gì thì xem lỗi, còn không lỗi thì cứ để chờ. Làm cốc nước hoặc làm cốc cà phê rồi uống và chờ. OK. Bây giờ mình cứ để đấy nhá. Mình để đấy, mình bật cái quạt quá, nóng quá. Được rồi các bạn ơi, sau khi mà nó, các bạn nhìn này, khi mà nó chạy hết cái đấy thì nó sẽ không chạy đây nữa, nó sẽ không chạy cái gì được ở đây nữa. Thì tức là nó đã thành công. Thì khi thành công rồi thì các bạn làm gì? Các bạn đăng nhập vào đây. Các bạn có thể đăng nhập cái này trước được nhá, mà đăng nhập sau cũng được. Bây giờ mình sẽ đăng nhập. À, mình nói một cái vấn đề ở đây này. Cái vấn đề là nhiều bạn ấy, ngày trước ấy, muốn dùng tiếng Việt ở trong cái game Riot, cái game Valorant này thì các bạn kích vào đây này. Các bạn ấn vào English này. Thì mọi lần ở đây nó sẽ có cái mục là cuối cùng nó sẽ có dòng là tiếng Việt hoặc là cái VNI ấy, tức là của liên quan đến Việt Nam ấy. Nhưng mà bây giờ nó cái Riot này bây giờ họ bỏ cái này rồi. Họ bỏ rồi, họ remove đi rồi, họ không còn để nữa rồi. Thì các bạn không kích vào đây được nữa đâu, không kích để chọn tiếng Việt đây được nữa đâu nhá. Nhớ đấy chứ không lại cứ đi mò mò trong đây rồi cứ hỏi là tại sao không kích được tiếng Việt đây. Đấy thì hiện tại một thời gian trước thì các bạn có thể làm được, nhưng bây giờ là chắc là họ phát hiện ở Việt Nam chơi nhiều quá nên họ bỏ cái tiếng Việt đi rồi. Nhưng không sao, các bạn dùng tiếng Anh cũng được. Sau này có cách nào để chuyển về tiếng Việt thì các bạn dùng sau nhá. OK, đấy mình thông báo cho các bạn đấy. Thì bây giờ các bạn đăng nhập lại cái user vừa nãy ở đây.
cái user các bạn vừa tạo đặt mệnh định 2021 mật khẩu. Đấy, các bạn có thể ấn vào đây để cho nó nhớ cũng được. Đấy. Ấn OK. Sau đó các bạn ấn vào đây để cho nó đăng nhập. Rồi. Không account system đặt định 2021 nhầm. Enter. Rồi, đây là quá trình nó sẽ vào game. Thì các bạn chú ý này, nó sẽ hiện ra cái bảng này. Cái bảng này nó chỉ sáng mỗi chữ decide thôi, chứ nó không hiện chữ accept. Mà các bạn phải ấn chữ accept thì nó mới vào được game. Đấy, các bạn hiểu không? Thì các bạn cần phải kéo cái này xuống, kéo cái này xuống, kéo xuống dưới thôi. Ý là nó bắt mình phải đọc đấy. Sau các bạn ấn chữ accept. Accept đây. Kích vào đây. Đấy. Các bạn chờ một chút. Đây này, nó đang load game này. Đây, nó đang vào game. Các bạn chờ một chút, nó đang vào game. Đấy. Các bạn thấy không? Và đây thì các bạn có thể enter your ID à? Thì các bạn có đây này, nó chọn cái tên hiển thị của các bạn. Thì các bạn chọn tên gì cũng được, còn mình vẫn cứ để nguyên cái chữ đạt đùng đỉnh 2021 đi. Để cho nó đồng nhất, ấn chữ confirm. Rồi, sau cái bước đấy là các bạn đã tạo cái tên hiển thị trong game của bạn đấy. Các bạn chờ một chút để cho nó vào cái phần bên trong. Đến cái này là các bạn làm được 99% rồi đấy. Như này là 99% rồi đấy. OK, thì các bạn chú ý này, khi mà các bạn vào đây thì nó sẽ có cái dòng như này. Đấy, các bạn sẽ có cái dòng Vanguard này. Thì các bạn cần phải khởi động lại máy, bắt buộc phải khởi động lại máy để nó chạy cái Vanguard anti-cheat này. Thì các bạn ấn vào chữ Reboot Computer để các bạn khởi động lại máy nhé. OK, và chúng ta sẽ khởi động lại máy. Ấn vào chữ Reboot Computer và ấn khởi động lại máy. Ấn vào Reboot Computer. À rồi, chúng ta đã khởi động lại máy. Sau khi chúng ta khởi động lại máy thì chúng ta sẽ vào game để chúng ta chơi. Nhưng mà trước khi chúng ta vào game thì mình muốn nói với các bạn một cái vấn đề này. Thì các bạn có nhớ là cái phần mềm Hola vừa nãy các bạn cài không? Các bạn có thể để đấy cũng được, hoặc là các bạn có thể xóa đi cũng được. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn một số bạn để các bạn xóa đi nhá, để cho nó nhanh. Thì muốn xóa cái Hola này, các bạn kích vào đây. Kích vào cái Hola này. Chuột phải vào nó. Chuột phải vào cái Hola này. Các bạn chọn xóa khỏi Chrome. Các bạn ấn xóa. Đấy, như vậy là đã xóa xong cái Hola của các bạn rồi. OK chưa? Đấy, thôi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái game, đó là cái game Valorant. Bây giờ chúng ta sẽ vào game nhá. Đây, cái biểu tượng Valorant này các bạn kích vào để vào bên trong. Đấy, sau khi các bạn khởi động lại máy thì nó sẽ các bạn sẽ tiến hành vào chơi game. Bây giờ mình sẽ vào chơi game. Các bạn chờ một chút, nó đang load game. Rồi các bạn, nó vào đây thì các bạn ấn một cái phím bất kỳ, hoặc là chờ nó một chút. Nó bắt mình đọc trước khi chơi này. Rồi, vào đây thì chúng ta sẽ có thể ấn vào chữ Enter Ranger. Đây đây là cái giao diện đầu tiên mà các bạn, khi các bạn vào game các bạn phải vào đây để tập luyện, hoặc là kiểu như để cái chế độ này kiểu như chế độ như là tập luyện ấy. Tập luyện với các nút, hoặc là các bắn, hoặc là các cái kiểu thao tác cơ bản ở trong cái game này. Đây, đây là các bạn đang vào game này. Thấy không? Đấy. Thì cái thời gian trước là khi các bạn vào đây ấy, thì các bạn có thể ấn vào đây. Ấn vào cái phần General này. Các bạn cái phần Text Language này. Các bạn kích ở đây này. Có thể chọn được tiếng Việt ở đây. Nhưng bây giờ nó không còn nữa. Thì các bạn cứ chịu khó dùng tiếng Anh đi. Sau này có cách dùng tiếng Việt thì ấy sau. Các bạn nhé, nên là đừng có cố tìm tiếng Việt ở đây làm gì cho nó khổ ra. Ngày trước có, chứ bây giờ Riot nó remove khỏi cái này rồi. OK, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game này. Đây, game này nói chung là giao diện rất đẹp.
Đấy. Giao diện khá là đẹp. Nhặt súng này. Đấy. Nói chung là các cái ấy đẹp lắm bạn ạ. Khá là mượt. Ui. Vậy. Hay phết các bạn. Ấn phím B này. Wow, rất nhiều súng các bạn nhá. Đây, đầy súng. Đầy súng luôn. Sợ thật. Đấy. Rồi ok các bạn. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách để các bạn có thể tải và cài được cái game đó là cái game Valorant để các bạn có thể chơi tại Việt Nam hoặc là có thể trải nghiệm được cái game này tại Việt Nam các bạn nhé. Bây giờ các bạn cứ tải thử đi và cài thử đi. Nếu có vấn đề gì hoặc là có lỗi gì thì các bạn cứ PM mình sẽ hỗ trợ cũng như giúp đỡ các bạn để các bạn có thể tải được game này. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn thành công.